Hàng không đang dần phục hồi sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng và lao dớn lớn bởi dịch bệnh. Nhất là trong dịp tới 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì nhu cầu đi lại của người dân cũng sẽ tăng cao. Và Đà Lạt, Lâm Đồng, Phú Quốc, Kiên Giang, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là những điểm đến được nhiều du khách ưa chuộng và lựa chọn vào dịp lễ. Và dự kiến thời điểm nghỉ lễ tới đây thì vé máy bay tới các điểm du lịch này sẽ có xu hướng tăng. Cụ thể, giá vé khứ hồi dành cho du khách có nhu cầu di chuyển từ Hà Nội tới Côn Đảo trong kỳ nghỉ lễ có giá khoảng 7.600.000 đồng đến 8 triệu đồng một vé. Chặng từ Hà Nội đi Phú Quốc của hãng hàng không Vietjet Air là 5,1 triệu đồng và đồng thời đến 5,5 triệu đồng một vé khứ hồi. Mèo máy bay du lịch từ ngày 30 tháng 4 với hãng hàng không Bamboo Airways giá vé khứ hồi dành cho du khách là 6,9 triệu tới 7,8 triệu đồng một vé khứ hồi là hãng hàng không cao cấp nhất tại thị trường Việt Nam, Vietnam Airlines cung cấp các chuyến bay từ Hà Nội tới Phú Quốc với mức giá từ 8,2 cho tới 8,4 triệu đồng một vé khứ hồi.